Hello ông bà cô chú ơi, sáng nay em chưa đi học nè mọi người. Buổi sáng ra trời mưa lâm râm hả cô chú anh chị? Xin chào, come back out to you. Hello everybody, hello honey. Well, here I am this morning in the hotel room. Here you got the bathroom. Wardrobe here, put your clothes, TV that I never ever switch on, the bed, place to work, place to put the luggage. And then this is the most important part, which is outside, so just open the door. And if you look far enough, you can see the sea from here. Out onto the balcony, you have a small village next door. And then here the seaside, which is about, I'll probably say about 2 miles away from here. So a very small boutique little hotel, beautiful place. And then back into the room. So yeah, that's where I'm staying this week, and then back home tomorrow. Bye for now. Just show you a little bit the outside. So we've got a golf course here as well, just down the corner. Two swimming pools. Again, yeah, the sea in the distance. Restaurant on the corner. Place to sit outside and a nice place to play golf as well. Kim về nhà rồi, bây giờ Kim làm bữa sáng hả cô chú anh chị. Hôm nay Kim chỉ làm bánh mì thôi, bánh mì trứng. Cái bánh mì Kim mua được cái bánh mì ở trong siêu thị đó, vậy Kim sẽ hâm nóng lại thì nó ăn cũng rất là giòn, rất là ngon mọi người. Yeah.
bây giờ cái nghèo của họ đã biết như là rất nhiều cái nhưng không phải được ok thì chị. Hello cô chú anh chị ơi, hôm nay cả nhà ở nhà Kim lại dọn nữa nè. Kim muốn rinh cái bàn này ra ngoài mọi người, tại vì cái bàn nó đây chật chỗ quá. Xong rồi Kim lấy cái ghế này nè, để ngay góc này. Tại vì cái ghế này là hôm bữa nằm trong góc trong kia đó, là chật quá. Kim muốn dời cái đó ra để cho rộng chỗ cho em Chi chơi đó, cho cái phòng chơi. Có cái phòng chơi trên lầu nữa, nhưng mà ở dưới đây em Chi thường một mình, Chi không thích chơi trên lầu. Em thấy em Chi hay chơi dưới đây nè. Đó, Kim đã dọn dẹp ngày hôm nay rồi ha. Cái nhà của em Chi nè, cái giường cho em bé dọn đỡ, để hết búp bê trên đó rồi. Đây là cái bàn này để em Chi viết bài hay chú anh chị. Cái bàn này để vẽ, bút vẽ đồ gì là ở trong đó đó ha. Bây giờ hôm bữa Kim có mua cái thùng này cho em Chi nè. Bây giờ mình sẽ làm trong cái thùng này ha. Mở ra xem có gì hả chị ha. Mama, we need to go all the way down. You make a flower, because look, you stick these together and then you make it around. Like this. Thank you.
chú anh chị nha. Bữa tối đơn giản thôi chú anh chị, cơm chiên trứng là món chi thích đúng không? Gà nướng là cũng món chi thích luôn nè. Lại salad bông cải. Cơm chiên bơ ăn thơm lắm chú anh chị. Gì bay tùm lum vậy? Tối nay ba chị về của chúng chị. Trời mưa mấy ngày nay hả mọi người? Trời mưa âm u. Cơm chiên bơ, cô chú anh chị, cơm chiên bơ ăn rất là thơm luôn.